Mở đầu chùm tin quốc tế là một thông tin. Các chuyến tàu giường nằm tốc độ cao nối Bắc Kinh, Thượng Hải với Hồng Kông, Trung Quốc vừa đi vào hoạt động. Các chuyến tàu mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân giữa Trung Quốc đại lục và đặc khu hành chính Hồng Kông của nước này. Tại ga Tây Cửu Long, hai chuyến tàu cao tốc đầu tiên đến ga Tây Bắc Kinh và ga Hồng Kiều Thượng Hải khởi hành lúc 18 giờ 24 và 19 giờ 49. Nhiều hành khách cho biết họ rất hào hứng nên đã đến ga từ sớm để hoàn tất các thủ tục kiểm tra và có thể thong thả hơn trong chuyến đi của mình. Tất cả vé cho chuyến tàu giường nằm đầu tiên đã được bán hết từ trước. Tàu giường nằm có 2 toa hạng 2, 13 toa giường nằm và 1 toa ăn. Mỗi gian có 4 giường. Đây là biển hiệu của chuyến tàu chạy thẳng tới Cửu Long trước đây. Tôi đã đi chuyến tàu đó hơn chục năm trước, nên tôi nghĩ việc di chuyển tàu giường nằm cao tốc này hôm nay rất có ý nghĩa. Dịch vụ tàu cao tốc chạy giữa ga Tây Cửu Long của Hồng Kông và ga Tây Bắc Kinh hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tàu cao tốc giúp giảm một nửa thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Hồng Kông từ 24,5 giờ trước kia xuống còn khoảng 12,5 giờ.